Chào các bạn. Như các bạn đã biết thì kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật là một trong những cái nền tảng của lĩnh vực công nghệ sinh học ngày nay. Có rất nhiều các ứng dụng các bạn có thể triển khai với kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái ứng dụng phổ biến của kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật tại Việt Nam. Những cơ quan nào, những đơn vị nào, những công ty nào đang sử dụng những cái ứng dụng đó, và nếu các bạn quan tâm đến kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật thì các bạn nên tìm hiểu và tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nào để sau này ra trường các bạn có thể apply vào những cái đơn vị như vậy. Thì ứng dụng đầu tiên của kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật đó là các bạn có thể tạo ra một cái mô hình tế bào trong cái bình nghiên cứu. Từ đó các bạn có thể tiến hành nghiên cứu về những cái cấu trúc, những chức năng của tế bào đó. Các bạn có thể nghiên cứu về sự tương tác giữa tế bào đó với những tế bào lân cận với nó và với những cái tác nhân nằm trong môi trường nuôi cấy, ví dụ như những kích thích tố, những cái hạt virus hay là những vi khuẩn. Và các bạn có thể nghiên cứu về cái quá trình lão hóa của tế bào cũng như cái quá trình chết theo chương trình của tế bào hay là apoptosis. Các bạn có thể apply vào những cơ quan nào, đó là những trường, những viện có những cái lab làm về tế bào động vật hay là những tế bào như tế bào gốc. Ứng dụng thứ hai của kỹ thuật cấy tế bào động vật đó là các bạn có thể tiến hành phân lập cũng như là giữ những cái chủng virus trong tế bào động vật. Từ đó các bạn hãy nghiên cứu về độc lực, về hoạt động của cái virus sau khi nó xâm nhiễm vào trong tế bào. Và từ đó các bạn có thể sản xuất được rất nhiều virus và sử dụng cái lượng virus đó để các bạn sản xuất ra những loại vaccine dành cho những cái bệnh mà do chính con virus đó gây ra. Ví dụ như loại vaccine dại nè, vaccine sởi nè, vaccine thủy đậu nè, vaccine về viêm gan B. Cái việc mà giữ chủng virus á, thì các bạn có thể sử dụng ở những cái trung tâm chẩn đoán bệnh, ví dụ như những cái bệnh trên động vật. Còn những nơi sản xuất vaccine á, thì người ta vẫn có những đơn vị, những cái viện, những cái công ty họ sản xuất vaccine cho người và cả những vaccine cho động vật sử dụng tế bào động vật để nuôi cấy những cái con virus đó. Ứng dụng thứ ba của kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật đó là các bạn có thể thực hiện những cái thử nghiệm gây độc tế bào hay còn gọi là toxicology. Thì cái thử nghiệm này các bạn có thể sử dụng theo hai hướng tiếp cận khác nhau. Hướng tiếp cận đầu tiên, các bạn có thể nuôi cấy những dòng tế bào ung thư và các bạn tiến hành sàng lọc những cái bài thuốc nhân gian, những hợp chất tự nhiên để xem những cái bài thuốc nào, những hợp chất nào có thể giết được tế bào ung thư ở cái nồng độ sử dụng thấp nhất. Thì những đơn vị, ví dụ những viện dược liệu, những cơ quan phát triển những loại dược liệu tự nhiên để điều trị ung thư là những nơi có thể tiến hành triển khai những cái ứng dụng này. Cái hướng tiếp cận thứ hai đó là các bạn có thể nuôi những dòng tế bào gan, những tế bào thận từ người hoặc là từ các loại động vật khác. Và các bạn sẽ sử dụng cái mô hình đó để các bạn đánh giá được cái độ an toàn của những loại thuốc mới, của những loại mỹ phẩm, của những loại vaccine mới, của những loại hợp chất hóa học khác. Và từ đó các bạn xác định được cái liều lượng cao nhất mà cái loại thuốc, những loại vaccine, những loại mỹ phẩm đó có thể sử dụng được trên cơ thể của động vật. Thì những nơi như là những cái viện kiểm định về vaccine, những công ty phát triển thuốc thì họ sẽ sử dụng cái ứng dụng này. Cái ứng dụng thứ tư của kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật đó là các bạn có thể sử dụng trong một cái xét nghiệm liên quan đến di truyền học, đó là xét nghiệm canotyping. Thì một người thai phụ trong quá trình họ mang thai, nếu như thông qua các xét nghiệm sinh hóa kết hợp với độ tuổi mà họ nằm trong cái nhóm nguy cơ cao, thì vào cái tuần thai số 14 đến số 16 thì các bác sĩ có thể chỉ định thai phụ đó tiến hành lấy nước ối. Khi họ lấy được nước ối thì trong nước ối sẽ chứa cái tế bào thai nhi và người ta sẽ thu tế bào đó và nuôi tế bào đó lên một cái lượng vừa đủ để cho họ có thể tiến hành phân tích cái bản đồ nhiễm sắc thể của thai nhi đó thông qua các kỹ thuật dùng nhiễm sắc thể cũng như là sử dụng kính hiển vi. Thì với cái ứng dụng này các bạn có thể apply vào những cái bệnh viện phụ sản, những trung tâm đa khoa mà có cái xét nghiệm để dành cho thai phụ. Ứng dụng thứ năm của kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật đó là người ta có thể chuyển những cái gen mã hóa cho những protein mục tiêu vào trong tế bào động vật
và làm cho nó biểu hiện ra những cái protein đó. Ví dụ như những loại kháng thể đơn dòng dùng để điều trị trúng đích ung thư, những loại insulin và EPO dùng để điều trị các bệnh thiếu hồng cầu. Thì các bạn có thể quan tâm đến những công ty thực hiện ứng dụng này, đó chính là những công ty dược sinh học. Như vậy thì mình đã khái quát qua 5 cái ứng dụng tiềm năng của nuôi cấy tế bào động vật tại Việt Nam, cũng như một số cái đơn vị đang sử dụng 5 ứng dụng này. Vậy thì nếu các bạn quan tâm và muốn apply vào những công ty này thì các bạn sẽ phải cần chuẩn bị những thứ gì? Cái đầu tiên, các bạn cần phải có một kiến thức nền tảng về tế bào động vật, về cấu trúc, về các bào quang, về nguyên phân, dạng phân là gì, về cell cycle nó gồm có những các pha nào. Kế đến, các bạn có thể tìm hiểu về những cái khái niệm cơ bản trong quá trình nuôi cấy tế bào động vật. Ví dụ như tế bào sơ cấp là gì, dòng tế bào là gì, nuôi cấy tế bào bám dính khác gì so với nuôi cấy tế bào huyền phù, các kỹ thuật vô trùng cơ bản trong quá trình thao tác với tế bào động vật là gì, và những thành phần chính trong môi trường nuôi cấy tế bào, tại sao người ta phải sử dụng huyết thanh động vật trong quá trình nuôi cấy tế bào. Và cao cấp hơn nữa, các bạn có thể tìm hiểu về quá trình chuyển gen tế bào và làm cho tế bào đó biểu hiện các loại gen đó. Các bạn có thể tìm hiểu rất nhiều thông tin trên Internet, nhưng mà ở trong cái phần mô tả của clip này thì mình đã để sẵn một số link đến cái bài viết mình viết về các kỹ thuật, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật. Thì các bạn có thể tham khảo những bài viết đó. Dưới những bài viết đó thì sẽ có những cái video minh họa về cái nội dung trong bài viết của mình. Chúc các bạn thành công trong cái lĩnh vực nuôi cấy tế bào động vật.